Ngày 22 tháng 3, Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ điều tra một vụ thanh niên bị trộm điện thoại, xe máy khi đang nằm ngủ trước cửa nhà. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, anh Ca 20 tuổi đi nhậu về tại đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Anh Ca gọi điện cho người thân mở cửa nhưng không có ai nghe máy. Sau đó anh Ca nằm trước cửa nhà bấm điện thoại và ngủ quên. Khoảng 5 giờ cùng ngày, anh Ca thức giấc phát hiện mất xe, điện thoại nên trình báo công an. Theo anh Ca, chiếc xe máy và điện thoại trị giá khoảng 25 triệu đồng. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, truy bắt đối tượng gây án. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, nghi can là nam giới, cao khoảng 1m7. Theo đó, trong lúc anh Ca ngủ trước cửa nhà, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ tiếp cận anh Ca và lục lọi ít phút sau, người này lấy chiếc điện thoại và nổ máy xe của anh Ca tẩu thoát.